Wow, học tham dự học cố gắng lên tập đọc ha. Học ngoại ngữ mà không đọc sao đọc được. Những học phải chịu khó lên giơ tay lên tập đọc. Tập đọc tập viết đâu. Vậy mới tiến bộ. Chứ học mà không đọc không biết vô người nghe không có tiến bộ. Bắt đầu học đi cô phút được chưa? Dạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ, con kính lễ quý sư, con kính lễ quý cô tu nữ, kính chào các anh chị đạo hữu trong lớp học ạ. Bây giờ là thời điểm thích hợp để lễ bái Tam Bảo. Dạ, kính xin tất cả tất mít cùng trang nghiêm thân khẩu ý hướng tâm về thời kinh lễ bái Tam Bảo. Xin mời đạo hữu Tịnh Hạnh thay mặt lớp học lên tụng kinh lễ bái Tam Bảo ạ. Dạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ sư. Con xin kính chào cô chú học viên trong room. Con xin thay mặt cô chú học viên tụng kinh Tam Bảo. Sagge kame cha rupe giri sikharata te chantali khe vi ma ne ni pe ra te cha ga ne ta ru ana ga ha ne ge ha wa thum hi khe te phom ma cha jan tu de wa cha la tha la vi sa me ra kha gan tha pa na ga ti than ta san ti ke yang mu ni wa ra wa cha nang sa tha wo me so nan tu tham ma sa wa na ka lo ayam pha đàn ta tham ma sa wa na ka lo ayam pha đàn ta tham ma sa wa na ka lo ayam pha đàn ta nam mô ta sa pha ga wa to a ra ha to sam ma sam bu tha sa nam mô ta sa pha ga wa to a ra ha to sam ma sam bu tha sa nam mô ta sa pha ga wa to Arahato Samma Sambuddhassa Buddham Saranam Gacchami Dhammam Saranam Gacchami Sangham Saranam Gacchami Duttiyambi Buddham Saranam Gacchami Duttiyambi Dhammam Saranam Gacchami Duttiyambi Sangham Saranam Gacchami Tati yam bi buddham saranam gacchami tati yam bi dhammam saranam gacchami tati yam bi sangham saranam gacchami iti diso bhagava araham samma sambuddho vicacarana sampanno sugato lokavido anuttaro purisa dhamma sara thi sa thai đi qua ma nu sa nang bo tho pha ga qua ti na thi me sa ra nang an nhang bo tho me sa ra nang qua rang e te na sa cha wa che na ho tu me cha ya mang ga lang u ta mang ge na wan de hang ba da pang song qua ru ta mang bo che yo kha li to do so bo tho kham tu tam mang
Swakato Phagavata Thammo Sannidhiko Akaliko Ehi Basiko Oppanayiko Pajatam Ve Titapo Vinyo Hiti Nati Me Saranam Anyam Thammo Me Saranam Varam Etena Sacha Vachena Hotu Me Jaya Mangalam Uttamam Gena Vandeham Thamman Chaduvi Thangvaram Thamme Yokalito Doso Thammo Kamatutam Sopatipanno Bhagavato Savaka Sangho Ujjopatipanno Bhagavato Savaka Sangho Nyayapatipanno Bhagavato Savaka Sangho Samijjipatipanno Bhagavato Savaka Sangho Yadidam Chattari Purisa Yogani Attha Purisa Mokkhalan Esa Bhagavato Savaka Sangho Ahunaiyo Bahunaiyo Rakhinaiyo Anchalikaraniyo Anuttaram Punyakhetam Lokasatinati Me Saranam Anyam Sangho Me Saranam Varam Etena Sacha Vachena Hotu Me Jaya Mangalam Uttamam Gena Vandeham Sangham Chaduvidhattamam Sankhe Yokalito Doso Sangho Kamatutam Vandami Jetiyam Sapam Sapathane Supatetitam Saririka Thatu Mahabodhim Bodharupam Sakalam Sadam Sambodhe Athave Sancha Dwada Sancha Sahasake Pancha Sata Sahasani Namami Sirasam Aham Te Sangham Mancha Sangham Jadare Namami Ham Namakkaranu Fagwe Nahantua Sape Upapyave Aneka Antaraya Pive Nasantua Sesato Sambodhe Pancha Panya Sancha Chatuvi Sati Sahasake Dasa Sata Sahasani Namami Sirasa Aham Te Sangham Mancha Sangham Chadare Namami Ham Namakkaranu Fagwe Nahantua Sape Upapyave Aneka Antaraya Pive Nasantua Sesato Sambodhe Nauttara Sate Atha Jatali Sasahasake Visati Sata Sahasani Namami Sirasam Aham Te Sangham Mancha Sangham Chadare Namami Ham Namakkaranu Fagwe Nahantua Sape Upapyave Aneka Antaraya Pive Nasantua Sesato Sape Puratima Yadi Saya Sata Avera Sukhi Hantu Sape Puratima Ya Anudi Saya Sata Avera Sukhi Hantu Sape Dakina Yadi Saya Sata Avera Sukhi Hantu Sape Dakina Ya Anudi Saya Sata Avera Sukhi Hantu Sape Pajima Yadi Saya Sata Avera Sukhi Hantu Sape Pajima Ya Anudi Saya Sata Avera Sukhi Hantu Sape Uttara Yadi Saya Sata Avera Sukhi Hantu Sape Uttara Ya Anudi Saya Sata Avera Sukhi Hantu Sape Uparima Yadi Saya Sata Avera Sukhi Hantu Sape Hetima Yadi Saya Sata Avera Sukhi Hantu Sape Sata
về ra hòn tu su khi ta hòn tu ni đô kha hòn tu áp gia pa cha hòn tu a ni kha hòn tu ni kha yu ca hòn tu a ro ga hòn tu sam ba ti hi sa me chan tu su khi a ta năng pariharan tu đô kha pa ta cha ni đô kha pa ya pa ta cha ni pa ya so ga pa ta cha ni so ga xà thú. Dạ, thời kinh lễ bái Tam Bảo đã hoàn tất. Chúng con kính mời giảng sư Minh Tuệ Từ Bi Hoan Hỷ lên thuyết giảng bài học Bali ngày hôm nay. Kính chúc quý đạo hữu có buổi học pháp an vui và tiến hóa ạ. Con kính dâng mic đến sư ạ. Nam mô Bụt Tha Giả, Nam mô Tham Ma Giả, Nam mô Sang Kha Giả. Xin chào các thầy học viên. Giờ hôm nay chúng ta sẽ học tiếp phần còn lại của bài 3. Rồi xin chào. Phần còn lại của bài 3 rồi sau đó mình sẽ sửa bài tập bài số 3 ha. Giờ chúng ta sẽ học phần còn lại của bài 3, còn phần đàm thoại. Chúng ta cố gắng nghe rồi tập đọc cho đúng ha, chứ mình đọc chế theo mình đọc sai hết. Cố gắng nghe rồi đọc cho đúng, chứ nếu mà đọc theo cách của mình hay nhìn chữ rồi mình đọc không đúng đâu. Với cái này phiên âm thì nó cũng không có rõ, mình cố gắng mình đọc theo để đọc cho đúng. Rồi bây giờ chúng ta nghe đọc. Supapato Thamaniyang ya paniyang Kuti atu khamaniyam hi Tathanyatuang Sukumang ahang Tantothom hi Rồi nghe lại. Supapato Khamaniyang ya paniyang Tuti atu khamaniyam hi Kathanyatuang Sukumang ahang tantothom hi Rồi nghe lại. Supapato Khamaniyang ya paniyang Tuti atu khamaniyam hi Kathanyatuang Sukumang ahang tantothom hi Giờ ai đọc được giơ tay lên để mình đọc bài ha. Còn Tân Nga mời các phật tử đọc bài. Dạ. Dạ xin mời Phật tử Lâm Thị Nương.
con kính đảnh đại sư. Bà sư con xin đọc ạ. Suphabato là chào buổi sáng. Suphabato là chào buổi sáng. Hamaniyan Japaniyan, bạn có khỏe không? Thuti Atu Hamaniyan hi, cảm ơn tôi khỏe. Khách thân cha toàn, còn bạn thì sao? Sukuman ahan sang tuthom mi hi, sang tuthom hi, tôi rất khỏe, cảm ơn. Dạ bà sư con xin hết ạ. Dạ xin mời Phật tử Hảo Nguyễn. Dạ bà sư con xin đọc quả. Suphapato chào buổi sáng. Suphapato chào buổi sáng. Kamani yang Japani yang, bạn có khỏe không? Thuti atu kamani yam hi, cảm ơn tôi khỏe. Các thành chất toàn, còn bạn thì sao? Suku mang a hằng sang tu thầm hi, tôi rất khỏe, cảm ơn. Và bà sư cũng xin hết ạ. Em xin mời Phật tử Phương Tây. Dạ con xin đọc. Suppapato chào buổi sáng. Suppapato chào buổi sáng. Khamaniyan Japaniyan, bạn có khỏe không? Thutiathu Khamaniyan hi, cảm ơn tôi khỏe. Khathanchattawan, còn bạn thì sao? Sukhunan ahang Santutho hi, tôi rất khỏe, cảm ơn. Dạ con xin hết. Xin mời Phật tử Tiên Mã. Đọc rồi để tay xuống ha. Đọc rồi bỏ. Dạ thưa sư con xin đọc. Xuất phát ba tô chào buổi sáng. Xuất phát ba tô chào buổi sáng. Khamani dân Japani dân Japani dân, bạn có khỏe không? Thú tí ách thú Khamani dân Khamani dân hí, cảm ơn tôi khỏe. Cá thanh chá tuân, còn bạn thì sao? Chú khu măng a hằng san tú thôn hí, tôi rất khỏe, cảm ơn. Dạ thưa sư xin hết. Xin mời Phật tử Tuyết Ngọc. Dạ thưa sư con xin đọc ạ. Suphapato chào buổi sáng. Suphapato chào buổi sáng. Khamani dân và bani dân, bạn có khỏe không? Thú ký ở thú Khamani dân hí, cảm ơn tôi khỏe. Cả thân chăng toàn, còn bạn thì sao? Chú khám mặn á hằng, tăng chú thông hí, tôi rất khỏe, cảm ơn. Dạ thưa sư, xin hết ạ. Xin mời Phật tử Diệu Thủy. Dạ, bạch sư con xin đọc ạ. Suphapato chào buổi sáng. Suphapato chào buổi sáng. Khamani dân, Japani dân, bạn có khỏe không? Thu ti á thú Khaman đi giam hí, cảm ơn tôi khỏe. Các thành chá toang, còn bạn thì sao? Sukhumang a hằng san tút thôm hí, tôi rất khỏe, cảm ơn. Sư con xin hết. Xin mời Phật tử Anh Nguyễn. Dạ thưa sư con xin đọc ạ. Suphapato chào buổi sáng. Suphapato chào buổi sáng. Khamani jam, Japani jam, bạn có khỏe không? Tuti atu Khamani jam hi, cảm ơn tôi khỏe. Kathan cha toam, còn bạn thì sao? Sukhamam aham santutho hi, tôi rất khỏe, cảm ơn. Con xin hết ạ. Xin mời Phật tử Thạch Nguyễn. Dạ thưa sư con xin đọc. Suphapato chào buổi sáng. Suphapato chào buổi sáng. Khamaniyam Japaniyam, bạn có khỏe không? Thuti atu Khamaniyam hi, cảm ơn tôi khỏe. Katachatom, còn bạn thì sao? Sukumang ahang Sututom hi, tôi rất khỏe, cảm ơn. Dạ thưa sư con xin hết. Xin mời Phật tử Kim Cúc. Dạ thưa sư con xin đọc ạ.
Supapato, chào buổi sáng. Supapato, chào buổi sáng. Khamaniyan, Yabaniyan, bạn có khỏe không? Thuti Akthu, Khamaniyamhi, cảm ơn tôi khỏe. Ka Thanh Chá Toan, còn bạn thì sao? Sukhumang, Ahang, Sangthuthomhi, tôi rất khỏe, cảm ơn. Thưa sư xin hết. Dạ, có còn phần tử nào muốn đọc không ạ? Dạ, thưa sư hết rồi. À, học thêm phần tử đếm ha. Đâu có nghe sư không nhỉ? Dạ không. Dạ. Hồi nãy sư đọc không có nghe, bây giờ mới nghe, nó là sư lớp có nghe sư không thôi. Nghe không? Nghe sư nói không? Dạ nghe. Dạ. Nghe bây giờ mình đọc phần số đếm nha. Rồi, hôm trước mình học tới 20 rồi phải không? Hôm nay mình học 30 ha. 30 là tinh sa tí. Tinh sa tí. 40 là chất ta ly sa. Chất ta ly sa. 50 là panh nha sa. Panh nha sa. 60 là sắc tí. Sắc tí. 70 là ác si tí. Lỗi tắc. 70 là sắc tắc tí. Tất tất tí. 80 là a si tí. 90 là na vú tí. Na vú tí. 100 là sa tá. 1000 là sa há tá. Rồi 30 tinh sa tí. 40 chất ta ly sa. 50 panh nha sa. 60 sắc thí. 70 sắc tất tí. 80 a si tí. 90 na vú tí. 100 sát tác, 1000 sát tác. Hai lần nữa ha. 30 tinh sát tí, 40 chất ta lây xa, 50 panh nhà xa, 60 sát tí, 70 sát tác tí, 80 á xì tí, 90 nó bú tí, 100 sát tác, 1000 sát tác. Rồi ai đọc được giơ tay lên. Xin mời Phật tử Hảo Nguyễn. Xin mời Phật tử Hảo Nguyễn. Hình như là đã mở rồi đó. Mở rồi mà không nghe. Khi mạng ý. Mời người khác trước đi. Mời Phật tử Kim Cúc. Dạ thưa sư, con xin đọc ạ. Tinh sá tí 30, chắc ta ly sa 40, banh nha sa 50, sắc thí 60, sát tá tí 70, á si tí 80, ná vu tí 90, sá tá 100, sá há sá là 1000. Thưa sư xin hết. Xin mời Phật tử Tuyết Ngọc. Dạ thưa sư, con xin đọc ạ. Tiên sát tí 30, giá ta li sa 40, ban nha sa 50, sá thí 60, sá tá tí 70, a si tí 80,
Lá Vũ Tý 90, xã Ta 100, xã Hà Xá 1000. Thưa sư hết ạ. Xin mời Phật tử Tiên Mã. Dạ, thưa sư xin đọc. Tim Xá Tý 30, Chát Tê Ly Xe 40, Ban Nha Xe 50, Sát Thí 60, Sát Tế Tý 70, Á Si Tý 80, Né Vú Tý 90, Xé Tế 100, Xé Hát Xé 1000. Dạ thưa sư xin hết. Xin mời Phật tử Thạch Nguyễn. Dạ thưa sư con xin đọc. Tim Sa Tý 30, Chata Lisa 40, Panyasa 50, Sát Tý 60, Sát Tá Tý 70, A Si Tý 80, Na Vũ Tý 90, Sát Ta 100, Sát Hạ Sa 1000. Dạ thưa con xin hết. Xin mời Phật tử Lâm Thị Nương. Dạ bạch sư con xin đọc. Tiên Sát Tý là 30, Chát Ta Ly Sa là 40, Ban Nha Sa là 50, Sát Tý là 60, Sát Tá Tý là 70, Á Si Tý là 80, Na Vú Tý là 90, Sát Tá là 100, Sa Há Sa là 1000. Là sư con xin hết. Xin mời Phật tử Phương Ti. Dạ bà sư con xin đọc. Tim Sát Tý 30, Chát Ta Lý Sa là 40, Ban Na Sa 50, Sát Thí 60, Sát Ta Thí 70, Á Si Tý 80, Na Vú Tý 90, Sát Tá 100, Sát Hát Sát là 1000. Dạ con xin hết. Xin mời Phật tử Diệu Thủy. Dạ bạch sư con xin đọc ạ. Tinh Xá Tý 30, Chát Ta Lý Sa 40, Ban Nha Sa 50, Sát Thí 60, Sát Tá Tý 70, Á Si Tý 80, Ná Gú Tý 90, Sát Tá 100, Xá Há Xá 1000. Thưa sư con xin hết ạ. Xin mời Phật tử Hảo Nguyễn. Dạ bà sư con xin đọc ạ. Tinh Sát Tý 30, Chát Ta Ly Sa 40, Ban Nha Sa 50, Sát Thí 60, Sát Tá Tý 70, Á Si Tý 80, Đắc Phú Tý 90, Sát Tá 100, Xá Xá 1000. Mẹ bà sư cũng xin hết ạ. Mời Phật tử Quang Thanh. Dạ thưa sư con xin đọc. 30, Tinh Xá Tý. Tinh Xá Tý là 30, Chát Ta Ly Sa là 40, Ban Nha Sa là 50, Sát Thí là 60, Sát Ta Tý là 70, Á Si Tý là 80, Ná Vú Tý là 90, Xá Tá là 100, Xá Hát Xá là 1000 ạ. Dạ thưa sư con xin hết ạ. Xin mời Phật tử Văn Nguyễn. Dạ thưa sư con xin đọc ạ. Tim Sát Tý 30,
Chát ta đi xa 40, bạch nhạ xa 50, sát thị 60, sát ta tị 70, acid tị 80, napu tị 90, sát ta 100, sa ha sa 1000. Dạ thưa sư con xin hết ạ. Xin mời Phật tử Ngọc Nguyên. Dạ thưa sư con xin đọc ạ. 30 là tin sát tí, 40 là Chattalisa, 50 là Banyasa, 60 là Sati, 70 là Satati, 80 là Asiti, 90 là Navuti, 100 là Sata, 1000 là Sahasa. Xin hết ạ. Dạ có còn Phật tử nào muốn đọc không ạ? À? Thưa sư con đọc. Tiên xá tí 30, Chattalisa 40, Panyasa 50, xá thí 60, xá tá tí 70, á si tí 80, ná vú tí 90, xá tá 100, xá há xá 1000. Dạ thưa sư con xin hết. À, như vậy ta trả lời phần à, một số từ ngữ chia giống như danh từ nam tánh vì người khác ha. Rồi sau đó chúng ta ôn lại cái bảng chia. Đây người ta cho mình một số từ ngữ có tiếng Việt ngữ là ác, chia giống như là nara. Giờ mình sẽ đọc các chữ này, sau đó mình sẽ áp dụng cho cái bảng chia, chọn một trong các từ này để chia cho cái bảng chia danh từ năm tánh Việt ngữ ác. À, giờ nghe đọc trước rồi sau đó lên đọc các từ vựng này cho nhớ. À, Amaya, Amaya, Ariya, Ariya, Thatiya, Thatiya, Gautama, Gautama, Chata Iwasa, Chata Iwasa, Tapasa, Tapasa, Thamma, Thamma, Buddha, Buddha, Brahmana, Brahmana, Kupala, Kupala, Raja Kumara, Raja Kumara, Raja Putta, Raja Putta, Sakka, Sakka, Sangha, Sangha. Rồi nghe đọc lại. Amaya, Amaya, Ariya, Hatiya, Gautama, Cha ta tí quá xa, ta phá xa, thầm má, út thá, Brahmana, phù bà lá, ra cha phú mà rá, ra cha phú tá, tắc cá, tăng khá. À, nghe lại lần nữa. Amaya, Ariya, Hatiya, Gautama, cha ta tí quá xa, ta phá xa, thầm má, Buddha, Brahmana, Kupala, Raja Kumara, Raja Putta, Sakka, Sangha. Rồi mời lớp giơ tay lên để mình đọc phần từ vựng này, đọc luôn phần nghĩa ha. Mình đọc đọc luôn phần nghĩa. Rồi con tăng nga mời là mình đọc luôn xin. Dạ xin mời Phật tử Lâm Thị Nương. Dạ bạch sư con xin học. Amaya là đại thần, Ariya là bậc thánh, Hatiya là sắc đế lị, Gautama là Chata Diwasa là sinh nhật, Tapasa là đạo sĩ, Thamma là pháp, Buddha là đức Phật, Brahmana là Bà La Môn, Kupala là Đức Phật, Kumara là Thái Tử, Raja Putta là Hoàng Nam, Sakka là Thích Ca, Sakka là Tăng Già. Dạ bà sư con xin hết. Xin mời Phật tử Quang Thanh.
thanh chưa mở mic. Con thưa sư, con xin đọc. Amacha Ajisa. Amacha thần Ajisa là bậc thánh. Khát Tí Ra là sát tế lị. Gotama là cổ đàm. Cha Tí Cha Tá Đi Quá Xá là sinh nhật. Ta Bá Xá là đạo sĩ. Thăm Ma là pháp. Buddha là Đức Phật. Buddha Dhammana Phù Bá La là Đức Vua. Ra Chá Cú Cú Má Ra Thái Tử. Ra Chá Bút Tá là Hoàng Nam. Sát Cá là Thích Ca. Sang Ha là Tăng Già. Dạ con thưa sư, con xin hết ạ. Xin mời Phật tử Hảo Nguyễn. Dạ bạch sư, con xin đọc ạ. Amacha đại thần, Ariya bậc thánh, Khatiya xá đế lị, Gotama cồ đàm, Cha Tá Đi Quá Xá sinh nhật, Tapassá đạo sĩ, Thamma là pháp, Buddha là Đức Phật, Brahmana là Bà La Môn, Phupala là Đức Vua, Phupala là Đức Vua, Raja Kumara là Thái Tử, Raja Putta là Hoàng Nam, Sakka là Thích Ca, Sankha là Tăng Già. Dạ con xin hết ạ. Xin mời Phật tử Lô Tát. Thưa cô, con xin đọc ạ. Đại thần là Amacha, bậc thánh Ariya, Sắc Đế Lị, Khatiya, Cổ Đàm, Gotama, sinh nhật, Chatavivasa, đạo sĩ Tapasa, pháp Thamma, Đức Phật Buddha, Bà La Môn Brahmana, Đức Vua Phupala, Thái Tử Raja Kumara, Hoàng Nam Raja Putta, Thích Ca Sakha, Tăng Già Sankha. Xin mời Phật tử Phương Ti. Dạ thưa sư, con xin đọc. Amacha đại thần, Ariya bậc thánh, Khatiya Sa Đế Lì, Gotama Cổ Đàm, Yatati Vassa sinh nhật, Tapassa đạo sĩ, Thamma pháp, Buddha là Đức Phật, Ramana Bà La Môn, Upala Đức Vua, Gajakhu Mahara Thái Tử, Gajakhu Tá Hoàng Nam, Sakha Thích Ca, Sangha Tăng Già. Dạ con xin hết ạ. Xin mời Phật tử Tiên Mã. Dạ thầy sư, xin đọc. Amacha đại thần, Ariya bậc thánh, Khatiya Sắc Đế Lị, Gotama Cồ Đàm, Cheta Đi Quá Xá sinh nhật, Tapassá đạo sĩ, Thamma pháp, Buddha Đức Phật, Ramana Bà La Môn, Phupala Đức Vua, Raja Kumara Thái Tử, Raja Buddha Hoàng Nam, Sakka Thích Ca, Sankha Tăng Già. Dạ thưa sư, xin hết. Xin mời Phật tử Kim Cúc. Dạ thưa sư, con xin đọc ạ. Amacha đại thần, Ariya bậc thánh, Khatiya Sắc Đế Lị, Gotama Cồ Đàm, Cha Tá Đi Vá Xá sinh nhật, Ta Bá Xá đạo sĩ, Thamma pháp, Buddha Đức Phật, Brahmana Bà La Môn, Phu Ba La Đức Vua, Ra Cha Cú Ma Ra Thái Tử, Ra Cha Bút Tá Hoàng Nam, Sắc Cá Thích Ca, Tăng Khá Tăng Già. Thưa sư, xin hết. Xin mời Phật tử Tuyết Ngọc. Thưa sư, con xin đọc ạ. Amacha đại thần, Ariya bậc thánh, Khatiya Sắc Đế Lị, Gotama Cồ Đàm, Cha Tá Đi Quá Xá sinh nhật, Tapassá đạo sĩ, Thamma pháp, Buddha Đức Phật, Ramana Bà La Môn, Bupala Đức Vua,
Raja Kumara Thái tử, Raja Buddha Hoàng Nam, Sakha Thích Ca, Sankha Tăng Già. Thưa sư hết ạ. Xin mời Phật tử Thạch Nguyễn. Dạ thưa sư, con xin đọc. Amacha Đại Thần Ariya Bậc Thánh Khatiya Sắc Đế Lị Gautama Cồ Đàm Chata Đi Quá Xá Sinh Nhật Tapasa Đạo Sĩ Thamma Pháp Buddha Đức Phật Brahmana Bà La Môn Phupala Đức Vua Raja Kumara Thái Tử Raja Buddha Hoàng Nam Sakha Thích Ca Sankha Tăng Già. Dạ thưa sư, con cảm ơn. Xin mời Phật tử Diệu Thủy. Dạ thưa sư, con xin đọc ạ. Amacha Đại Thần Ariya Bậc Thánh Khatiya Sát Đế Lị Gautama Cồ Đàm Jata Đi Quá Xá Sinh Nhật Tapasa Đạo Sĩ Rama Pháp Buddha Đức Phật Brahmana Brahmon Phupala Đức Vua Raja Kumara Thái Tử Raja Buddha Hoàng Nam Sakha Thích Ca Sankha Tăng Già. Thưa sư con xin hết ạ. Xin mời Phật tử Anh Nguyễn. Dạ thưa sư con xin đọc ạ. Amacha Đại Thần Ariya Bậc Thánh Khatiya Sát Đế Lị Gautama Cồ Đàm Jata Divasa Sinh Nhật Tapasa Đạo Sĩ Dhamma Pháp Buddha Đức Phật Brahmana Bà La Môn Upala Đức Vua Rajara Kumara Thái Tử Jaraputta Hoàng Nam Sakha Thích Ca Sankha Tăng Già. Dạ thưa sư con xin hết ạ. Xin mời Phật tử Mangala Nandi. Dạ thưa sư xin đọc. Amacha Đại Thần Ariya Bậc Thánh Khatiya Sát Đế Lị Gautama Cồ Đàm Cha Tá Đi Quá Xá Sinh Nhật Tapasa Đạo Sĩ Thamma Pháp Buddha Đức Phật Ramana Bà La Môn Bun Bà La Đức Vua Raja Kumara Thái Tử Raja Buddha Hoàng Nam Sakha Thích Ca Sankha Tăng Già. Dạ thưa thương xin hết. Dạ có còn Phật tử nào muốn đọc không ạ? Dạ thưa sư con xin đọc. Amacha Đại Thần Ariya Bậc Thánh Khatiya Sát Đế Lị Gautama Cồ Đàm Cha Tá Đi Quá Xá Sinh Nhật Tapasa Đạo Sĩ Thamma Pháp Buddha Đức Phật Brahmana Bà La Môn Phupala Đức Vua Raja Kumara Thái Tử Raja Buddha Hoàng Nam Sakha Thích Ca Sankha Tăng Già. Dạ thưa sư hết. Bây giờ chúng ta sẽ chọn một trong các từ ngữ này để áp dụng cho bản chia danh từ năm thánh quyền ngữ khác ha. Ví dụ như là sư chọn chữ Buddha thì sư sẽ chia là chủ các số ít bút thô, số nhiều bút tha, đối các số ít bút thăng, số nhiều bút thê, sử dụng các số ít bút thê nát, số nhiều bút thê hí, bút thê phí, chỉ định các số ít bút tha giá, bút tha sát, số nhiều bút tha năng, số các số ít bút tha, bút thăm ha, bút tha ma, số nhiều bút thê hí, bút thê phí, sử dụng các số ít bút tha sát, số nhiều bút tha năng, định sở các số ít phút thê phút thầm ý phút pháp minh tôi nhiều phút thê xuống hồ cách số ít phút khác phút tha tôi nhiều phút tha. Khi mình chọn một từ nào đó thì mình bỏ cái vị ngữ nó ra, bỏ cái âm cuối nó ra, sau đó mình ghép với cái đuôi ở trong phần này thì mình sẽ chia nó được.
Rồi bây giờ ai chia được giơ tay lên trước đi, chia trước để cho những người sau coi theo rồi chia tập chia theo. Đang ngoài lớp đi. Xin mời Phật tử Diệu Thủy. Thưa sư, con xin chia danh từ nam tính Ariya bậc thánh. Chủ cách số ít Arizo, số nhiều Ariya. Đối cách số ít Arizang, số nhiều Arize. Sử dụng cách số ít Ariena, số nhiều Ariena, Ariena ghép vô Arize ná, số nhiều Arize hí, Arize phí. Định sở cách số ít Ariza, Ariza giá, Ari á xá, số nhiều Ari giá xá, số nhiều Ari giá năng. Xuất xứ cách số ít Ariza, Arizam hà, Arizasma, số nhiều Arizasma, Arizamha, Arizasma, số nhiều Ari dê hí, Ari dê ê phí. Sở dục cách Ari dê phí ghép vô ha. Ari dê phí, Ari dê hí, Ari dê phí. Sở dục cách số ít Ari gia xá, số nhiều Ari gia năng. Định sở cách số ít Ari dê, Ari giam hí, Ari gia jasmine, số nhiều Ari gia dê sú. Hô cách số ít Ari giá, Ari gia, số nhiều Ari gia. Thưa sư con xin hết. Nhớ bỏ ăn âm cuối rồi ghép vào ha. Dạ dạ dạ. Dạ con cảm ơn sư. Xin mời Phật tử Kim Cúc. Dạ thưa sư, con xin chia danh từ Á Mắt Chá là đại thần. Rồi. Chủ ngữ số ít Á Mắt Chô, số nhiều Á Mắt Cha. Đối cách số ít Á Mắt Chăng, số nhiều Á Mắt Chê. Sử dụng cách số ít Á Mắt Chê Ná, số nhiều Á Mắt Chê Hí, Á Mắt Chê Phí. Chỉ định cách số ít Á Mắt Cha Giá, Á Mắt Chá Xá, số nhiều Á Mắt Cha Năng. Xuất sư cách số ít Á Mắt Cha, Á Mắt Chăm Ha, Á Mắt Chát Ma, số nhiều Á Mắt Chê Hí, Á Mắt Chê Phí. Sở thuộc cách số ít Á Mắt Chát Xá, số nhiều Á Mắt Cha Năng. Định sự cách số ít Á Mắt Chê, Á Mắt Chăm Hí, Á Mắt Chát Min, số nhiều Á Mắt Chê xuống. Hồ cách số ít Á Mắt Chá, Á Mắt Cha, số nhiều Á Mắt Cha. Thưa sư xin hết. Xin mời Phật tử Lâm Thị Nương. Dạ bạch sư, con xin chia danh từ nam tính Ariya là bậc thánh. Chủ cách số ít là Ariyo, số nhiều là Ariya. Đối cách số ít là Ariyang, số nhiều là Ariye. Sử dụng cách số ít là Ariye Ná, số nhiều là Ariye Hí, Ariye Phí. Chỉ định cách số ít là Ariya Giá, số nhiều là Ariya Xá. Xuất xứ cách số ít là Ariya, Ariyangha, Arirasma, số nhiều là Ariyehi, Ariyephi. Sở thuộc cách số ít Ariyasa, Ariyasa, số nhiều là Ariyanang. Định sở cách số ít là Ariye, Ariyanghi, Ariyasmin, số nhiều là Ariyesu. Hô cách số ít Ariya, Ariya,
Dạ. Hồ cách số ít là Ariya. Ariya. Số nhiều là Ariya. Bà sư con xin hết ạ. Xin mời Phật tử Phương Tây. Dạ con xin chia danh từ nam tính là Tapasa, Tapasa. Chủ cách số ít Tapaso, số nhiều Tapasa. Đối cách số ít Tapasam, số nhiều Tapase. Sử dụng cách số ít Tapase ná, số nhiều Tapase hí. Sabate pí, chỉ định cách số ít Tapasa, Tapasa giá, Tapasa ta bát sát xá, số nhiều ta bát xà năng, số xứ cách số ít ta bát xà, ta bát xàm hà, ta bát asma, số nhiều ta bát xà sát mà, ta bát sát mà, số nhiều ta bát xì hí, ta bát xì bí, sở thuộc cách số ít tapasa, số nhiều tapasa năng, định sở cách số ít tapasa, tapasam hí, tapasat mìm, số nhiều tapasi xú, hồ cách số ít tapasa, tapasá, số nhiều tapasa. Dạ con xin hết. Cái đạo sĩ là ta bá sáng à, ta bá sáng chứ không phải ta bá xa chị. Xin mời Phật tử Tiên Mã. Dạ thưa sư, xin đọc dùng từ râm mé né bà la môn như sư được không sư? Dạ dạ. Ramano, Ramana, Ramanang. Dạ. Dạ dạ. Đọc lại. Ramano số ít, số nhiều, Ramana. Dạ. Con nhầm. Dạ, Ramano số ít, số nhiều, Ramana. À chữ cách nha. Dạ dạ, đọc chữ cách. Dạ dạ. Dạ. Chủ cách số ít, Ramano số nhiều, Ramana. Đối cách Ramanang. Ramanang. Dạ dạ. Chùa đối cách số ít Ramanang, số nhiều Ramane. Sử dụng cách số ít Ramane ná, số nhiều Ramane hí, Ramane phí. Chỉ định cách Ramane giá, số ít Ramane giá, Ramane ách xá, số nhiều Ramanang. Số sư cách Ramana, quên đọc số ít, xuất xứ cách số ít Ramana, Ramamha, dạ Ramamha, Ramatma, Ramanasma, dạ Ramatma, Ramanasma, Ramatma, Natma, Ramanasma, dạ Ramanasma. Số nhiều Ramane hí, Ramane phí. Sở thuộc cách Ramane ashe, Ramane ashe, Ramane ashe. Số nhiều Ramane năng. Dạ cũng lộn. Ramane năng số nhiều, định sở cách Ramane em hí. Ramanam hí, Ramanasmin ghép vô. Dạ, Ramanasmin. Dạ, số nhiều Ramasesu. Hồ cách số ít Ramana. Số nhiều Ramana. Dạ, tôi xin hết. Xin mời Phật tử Anh Nguyễn. Sư con xin ghép từ nam tính tham ma là pháp ạ. Tham ma trừ sách số ít là tham mộ,
số nhiều là tham ma, đối cách số ít là tham mâm, số nhiều là tham mê, sử dụng cách số ít là tham mê na, sử dụng cách số nhiều là tham mê hi, tham mê hi, chỉ định cách số ít là tham ma ra, tham ma giá, tham ma giá, cách số ít là tham ma sa, số nhiều là tham ma năm, tất sư cách số ít là tham ma, tham mâm ha, tham mas ma, số nhiều là tham mê hi, tham mê bi, số cách số ít là tham ma sa, số nhiều là tham ma năm, định sở cách số ít là tham mê, tham mâm hi, tham mas min, số nhiều là tham mê su, hô cách số ít là tham ma, tham ma, số nhiều là tham ma. Dạ, xin xin con xin hết ạ. Xin mời Phật tử Hảo Nguyễn. Dạ, bạch sư con xin chia danh từ nam tính, tỷ nữ á, ra chá cú ma rá, dù các số ít, ra chá cú ma rô, số nhiều, ra chá cú ma ra, đối cách số ít, ra chá cú ma răng, số nhiều, ra chá cú ma rê, sử dụng các số ít, ra chá cú ma rê ná, số nhiều, ra chá cú ma rê hí, ra chá cú ma rê phí, chỉ định các số ít, chá cú ma ra giá, ra giá, ra chá cú ma rát xá, số nhiều, ra chá cú ma ra năng, xuất số cách số ít, ra chá cú ma ra, ra chá cú ma ram ha, ra chá cú ma rát ma, số nhiều, ra chá cú ma rê hí, ra chá cú ma rê phí, sở thuộc cách số ít, ra chá cú ma rát xá, số nhiều, ra chá cú ma ra năng, định sở cách số ít, ra chá cú ma rê, ra chá cú ma ram hí, ra chá cú ma rát minh, số nhiều, ra chá cú ma rê xú, hô cách số ít, ra chá cú ma ra, ra chá cú ma ra, số nhiều, ra chá cú ma ra. Dạ con xin hết ạ. Xin mời Phật tử Thạch Nguyễn. Dạ thưa sư, con xin đọc Ariya là bậc thánh. Dạ, thưa chủ, số 1 chủ cách, số ít là Ariyo, số nhiều Ariya, đối cách là Ariyam, số nhiều Ariye, số 3 sử dụng cách Ariyena, số nhiều Ariyehi, Ariyephi, số chỉ định cách Ariyayat, Ariyasat, số nhiều Ariyanam, xuất xứ cách số ít Ariya, Ariyamha, Ariyasma, số nhiều Ariyehi, Ariyephi, sở thuộc cách Ariyasa, số nhiều Ariyanam, định sở cách Ariye, Ariyamhi, Ariyasmin, số nhiều Ariyesu, hô cách Ariya, Ariya là số nhiều Ariya. Xin mời Phật tử Tuyết Ngọc. Thưa sư, con xin chia danh từ nam tính, vĩ ngữ A, chữ sắc cá là thích ca, chủ cách số ít sắc cô, số nhiều sắc ca, đối cách số ít sắc căng, số nhiều sắc kê, sử dụng cách sắc kê ná, số nhiều sắc kê hí, sắc kê bí, chỉ định cách sắc ca giá, sắc cá xá,
số nhiều sắc ca năng, xuất xích cách sắc ca, sắc căn ha, sắc cát ma, số nhiều sắc kê hí, sắc kê bí, sở thùng cách sắc cách xá, sắc ca năng, những sở cách sắc kê, sắc căn hí, sắc cát miên, số nhiều sắc kê số, hô cách sắc cá, sắc ca, số nhiều sắc ca. Thưa sư xin hết ạ. Xin mời Phật tử Quang Thanh. Thưa sư con chia từ hát tí giá, hát tí vô, hát tí ra, hát tí răng, hát tí dê, hát tí dê ná, vô, tí... đọc cách vô ha, đọc sử dụng cách rồi vô. À dạ. Dùng cách rồi vô. Thế để con đọc lại. Cách là chủ cách là khá tí, số ít là khá tí râu, số nhiều khá tí da, đối cách là khá tí răng, số nhiều số ít là khá tí răng, số nhiều là khá tí dê, sử dụng cách số ít là khá tí dê ná, số nhiều là khá tí dê hí, khá tí dê phí. Sử chỉ định cách là số ít là khá tí ra giá, khá tí giá xá, khá, số nhiều là xá tí giá năng, gia năng. Xuất xứ cách là số ít là khá tí khá giá, khá tí giá ra, khá tí ra, khá tí trăm ha là số ít, số nhiều là xá tí dê hí và xá khá tí dê phí. Sở thuộc cách là khá tí giá xá, rát giá, xá tí giá năng là số nhiều. Định sở cách là khát tí nê, khát tí rê, khát số ít là khát tí rê, khát tí răm hí và sát tí sắc minh. Số nhiều là sát khát tí lê số, hô cách số ít là khát tí giá, khát tí giá ra và khát tí nã, số nhiều là khát tí ra. Với con chia có đúng không này, sư có thể chỉ lại cho con ạ. À, còn ai nữa không? Thưa sư hương xin chia. Ramana, con chia từ Ramana. Chủ cách số ít, Ramano, số nhiều Ramana. Đối cách số ít, Ramanang, số nhiều Ramane. Sử dụng cách số ít, Ramane ná, số nhiều Ramane hí, Ramane phí. Chỉ định cách số ít, Ramana giá, Ramana xá, số nhiều Ramana năng. Xuất xứ cách số ít Ramana, Ramanamha, Ramanasma, số nhiều Ramanehi, Ramanephi. Sở thuộc cách số ít Ramanasa, số nhiều Ramananang. Định sở cách số ít Ramane, Ramanamhi, Ramanasmi, số nhiều Ramane số. Hô cách số ít Ramana, Ramana, số nhiều Ramana. Dạ sư xin hết. Rồi bây giờ tới phần sửa bài tập ha. Sửa bài tập trước rồi chúng ta sẽ đọc đoạn văn sau. Con post phần bài tập lên đấy Long.
lòng quá đó không? Thăm miếng cá. Dạ, dạ lòng nó mới ai à, kiếm nó mới chạy xuống rồi sư. Vậy để sẽ bớt nha. Dạ. Rồi không hiện cái trang mà mình vô ta. Không có hiện cái trang mà mình cần chia sẻ không biết nó bị sao. Đây là phần bài tập. Câu 1 mình có ra chát khu mà ra hu lá ra chát khu mà rô. Câu 2 mình có cha tá y quát tắc mình. Câu số 3 mình có si thật thá ra chát khu mà rê ná. Câu số 4 mình có hiểu phu ba lê. Câu số 5 mình có vê sa khá ma phâm hà. Tại mình chưa học động từ cho nên mình chỉ mới học danh từ thôi, thì bài tập nó chỉ có phần từ vựng thôi. Bây giờ ai ai làm được câu số 1 giơ tay lên đi, xin mời. Ai làm được câu nào thì giơ tay lên xin mời. Rồi kìa Phật tử, xin mời Phật tử Kim Cúc. Dạ thưa sư, câu số 1 là Rahula Rajakumaro là thái tử Rahula. Rồi thái tử Rahula, để tôi mời cho con trai, để tôi mời ở sư lựa mấy Phật tử mới mới để cho làm cho quen. Dạ. Mời cô về thủy câu 2 đi. Dạ thưa sư, có gì sư sửa cho con. Gia tá đi quá sát sát min là trong ngày sinh nhật, cái ngày này là đối cách ở số 7, số ít. Có đúng không ạ? Đây định sở cách. À, định sở cách ở ở số phần 7, số ít ạ. Nhật hoặc là vào ngày sinh nhật cũng được ha. Rồi. Dạ, dạ, dạ. Con cảm ơn sư. Có ai nữa, ai mới mới nè. Mời cô Phương Ti đi. Đi câu 3 đi. Các tử mới mới mình giơ tay lên làm bài tập đi sư gọi. Con câu số 3 sư. Chí đất tha gia giác phú ma đề ná. Cái này là sở dụng cách số 7. Đúng là bởi thái tử sĩ đặt ta. Đúng không sư? Bởi thái tử số 3 đấy ạ. Số 3. Số 3 chứ cách số 7 gì? 3 sở dụng cách. Số 3. Con là số 3. Cách thứ ba ha. Dạ, phải dùng cách thứ ba đó. Kiểu đi ná. Ná đường. Đúng không sư? Cách thứ ba. Dạ. Ừ. Rồi mời Thạch Nguyễn nè. Mời Thạch Nguyễn câu 4 đi. Dạ thư câu số 4 là Phú Phá Lê là đức vua và cách thứ mấy? Dạ thư cách số 2. Cách thứ 2 thì dịch sao?
hai là nhiều nhiều đức vua hả sư? Cách thứ hai là số nhiều, cho nên mình phải dịch là các đức vua, các phải đức vua, vị vua ha. Dạ. Còn không thì nó còn cách thứ mấy nữa? Phải cách số 5 không sư? Thưa sư, cách số 7 số ít ạ, à? Một vị vua. Bảy số ít. Nếu mà cách thứ bảy số ít thì dịch là sao? Một vị vua. Dạ. Ở đức vua. Ở vị vua ha, ở đức vua. À, đức vua. Ở đức vua hả sư? Ở đức vua. Hoặc là trong đức vua gì đó, nó tùy theo. Dạ. Dạ, thưa con cảm ơn. Rồi, giờ câu số 5 rồi. À mà cô Nương dịch câu số 5 đi. Dạ bạch sư, con quê sắc khá ma sẵn ha. Ma sẵn ha là từ từ tháng quê sắc sư, là cách suốt. Dạ xuất cách suốt sư. Cách suốt rồi. Rồi giờ phần tiếng Việt ha. Phần tiếng Việt. Giờ mình có 5 câu tiếng Việt. Rồi bây giờ ai dịch cũng được giơ tay lên đi, xin mời. Mời cô Hảo Nguyễn con một đi. Dạ bạch sư. Ra đây là hô cách Brahmana hoặc là Brahmana, con xin hết ạ. Brahmana hoặc là Brahmana hả? Dạ. Hô cách số ít ha. Brahmana hoặc là Brahmana. Câu số 2. Câu 2 mời cô Diệu Thủy câu 2 đi. Dạ, thưa sư, câu 2 là Vesa khá ma sắc xá, tức là cách số 6, số ít ạ. Câu 2 hả? Câu 2 dạ. Để là vào những ngày rằm. Nếu mà cách thứ 6 thì mình dịch là gì? Cái 8 dịch là của. Cho nên ở đây cách thứ 6 là không được rồi. Vậy thì là cách thứ mấy? Cách thứ mấy? Cách thứ mấy mà đã tương tự với chữ vào? Thứ bảy. Dạ. Là cách thứ bảy ạ. À không phải, vào. Bảy. Trong hoặc là vào. Trong à. Vào dạ vâng. Ừ. Thứ bảy. Thứ bảy được dịch sao? Biết làm sao? Dạ, là Vesa khá mas ma ma sa mas ma sa se hoặc là má xá am hí hoặc là má xá sư minh. Má xá sư minh ạ. Má xá sư minh. Về xa khá. Dạ. Về xa khá. Má xá xê. Về xa khá má xê ha. Dạ vâng. Hoặc là về xa khá. Má xá hí ạ. Về xa khá má xá hí. Về sa khá ma sam as minh. Ma sam minh ha. Sa sam minh dạ. Những ngày rằm mà sư. Mà những ngày rằm số nhiều mà sư. Ở đây những ngày rằm nữa. Là về sa khá ma se su ạ. Về sa khá ma se su. Dạ. Bà sao con dịch là quê sa sáp ma mi đi quá xá xe xú có không sư? Đó là định sự chắc sự ngày rằm là có puna puna mi đi quá xá nữa. Dạ puna mi đi quá xá. Dạ ngày rằm là gì phải coi từ cái này. Nam mi và bun nam mi đi quá xa là ngày rằm đó thưa sư. Nam mi đi quá. Ở đây nè ha. Nãy rằm là ghép vô. Ma sáng là chưa về sa khá ma sáng là tháng. Ngày rằm là về sa khá bun nam mi đi quá xa.
Dạ. Nhiều thì nó lào với sa cá, phun lá mì nó đi qua xe xú. Đi qua xe xú ha. Dạ. Đi qua xe xú. Dạ câu số 3. Ai làm câu số 3 đây? Dạ dạ khú mà. Và cô Tuyết Ngọc câu số 3 nữa đây. Dạ thưa sư, con làm câu số 3. Bởi những vị hoàng tử, hoàng tử tức là Ra Giá Cú Ma Rá, thì bởi những vị hoàng tử là ở số 3 sử dụng sắc. Những vị hoàng tử là Ra Giá Cú Ma Rê Hí. Đúng rồi. Dạ. Ra Giá Cú Ma Rê Hí hoặc là Ra Giá Cú Ma Rê Hí. Ra Giá Cú Rê Bí. Dạ. Rồi câu số 4. Ai làm được chưa tay lên ha? Làm được chưa tay lên để gọi cho mình làm. Rồi Phật tử Thạch Nguyễn nè. Câu số 4. Câu số 4 là người người thuộc dòng tộc Thích Ca. Ừ. Là Giác Kha. Ở đây mình có từ vựng nè. Rồi dạ. Chia đi. Có Sắc Kha. Sắc Kha. Sắc Kha. Dạ. Sắc Kha gì? Sắc Kha gì? Đến là cách thứ mấy? Sắc Kha Nô Chục Cách. Dạ. Dạ thư cái số 1. Từ. Dạ. Không sắc, phải. Đến là cách thứ 1. Cách thứ 4. Đến là cách thứ 4 ha. Dạ thưa con số 1. Dạ, cách thứ 4 thì mình chia làm sao? Dạ thưa cho con một. Vậy là sắc khá. Cách thứ 4 là sắc khá. Sắc khá giá. Sắc khá giá hoặc là sắc khá dạ. Sát. Dạ sắc khá sát. Dạ. Rồi. Dạ bà sư, để con đánh cho sư. Chọn vô rồi. Dạ còn câu nữa hả? Mày có kim cút đi. Dạ. Câu số 5. Của những vị vua. Cái này là cách số 6. Ừ. Số nhiều. Ừ. Phu Ba La Năng. Phu Ba La Năng, đúng rồi. Của những vị vua ha. Hoặc là bây giờ sửa luôn bài tập nâng cao nha. Yeah. Chứ có phải là chỉ định cách không sư? Cái câu số 5 đó sư. Đâu có chỉ định cách được, đâu biết là của rồi nè. Sao mà chỉ định cách được? Vì vua là dùng đối cách với sư. Số 2. Ừ, sao số 2 được, của là sở thuộc cách. Của là sở thuộc cách ha. Của sở thuộc cách là số 3 này hả sư? Cách thứ 6. Trời ơi, bây giờ mà không biết sở thuộc cách là cách thứ mấy nữa trời. Đúng rồi, cái đó thứ 6. Cái đó thứ 8 cách đó, phải học thuộc ha. Phải học thuộc. Thuộc cách là số 1, đối cách là số 2, sử dụng cách là số 3, chỉ định cách là số 4, xuất xứ cách là số 5, sở thuộc cách là số 6, định sở cách là số 7, không cách là số 8, đó phải học thuộc lòng mới làm bài tập được. Rồi bây giờ thử sửa bài tập nâng cao qua lớp trước, không có sửa bài tập nâng cao lớp này, thử. Giờ ai sửa được giơ tay lên. Thưa sư, Long vô rồi, có cần sư Long hỗ trợ không sư? Dạ, có cần con xem màn hình không dạ sư? À, lên đi. Dạ rồi, con xem màn hình được. Con bấm, con đánh cái đáp án luôn. Dạ. Đang đánh đáp án cho lớp. Bạch sư con dịch một công sư. Bạch sư ba.
Dạ. Cho nó lớn lên đi, không to lên. Bài tập nâng cao á sư, câu số 1 á là hoàng nam của vua Tịnh Phạn. Hoàng nam của đức vua Tịnh Phạn. Sai. Bởi hoàng nam của đức vua Tịnh Phạn. Người nào dịch dịch một người thôi đừng có nói vậy ha. Dạ. Dịch thì giơ tay lên sẽ mời dịch sẽ được. Dạ, câu số 1 nãy lỡ thì bỏ đi. Câu số 1 nãy là bởi bằng nam của vua Tịnh Phạn. Biết đi. Tài học ở trên đây thì phải từng người mới được, từng người thì mới kiểm tra được các tử mình có hiểu bài hay không. Chứ mình nói vậy sư biết là mình có hiểu bài hay không. Một người biết, còn nhiều người chưa biết. Nên là xem với ai hiểu bài, không hiểu bài gì mới dễ. Từ đó mình sẽ học nhanh hoặc là học chậm. Các tử nào làm được giơ tay lên đi. Giơ tay lên xin mời. Tử mới. Con câu thứ hai có phải là sinh nhật của Thái tử không ạ? Ai nói gì đó? Con Oanh ạ. Con thưa sư có phải là câu số 2 có phải là sinh nhật? Câu số 2 hả? Câu số 2 mình thấy là gì? Cha ra chắc cũng mà ra nàng cha tát ý quát xâm hí. Mình thấy cái này cách thứ mấy? Cái này cách thứ 7 số ít. Còn ra chắc cũng mà ra nàng ở trong trường hợp này nó là cách thứ 6 số nhiều. Vậy thì mình sẽ dịch làm sao? Sinh nhật của nó nhỏ quá sư không nghe. Con thưa sư có phải là các sinh nhật của hoàng nam không ạ? Vào ngày sinh nhật của hoàng tử hoặc là thái tử. Tại nó định sơ cắt nữa. À, của các thái tử số nhiều ha. Mà tôi dì thủy đi. Tôi dì thủy câu 3. Dạ thưa sư, con nghĩ thế này có gì sư sửa cho con. Tức là đến những người con trai của người bà La Môn. Của đó, thì La Môn ha. Của người bà La Môn. Trong này là đối cách số ít. Đã, đối cách thứ tư số ít và sở thuộc cách 6 số nhiều. Có phải không? Con chưa tự tin lắm. Cái này chỉ định cách số nhiều. Còn dạ, chỉ định cách số nhiều. À. Dạ. Và đến những người con trai của các bà La Môn. Dạ, của các, con thiếu một từ các nữa. Ừ. Dạ. Con cảm ơn sư. Đến những người con trai. Đến những người con trai của các. Câu 4. Mời cô Hảo dịch câu số 4 đi. Dạ yeah, bạch sư. Câu số 4 là Chittattha ra chá của Maro là chủ các số ít. Chá ra hù lá ra chá của Maro. Chá là và. Và hoàng tử La Hầu La cũng là chủ các số ít luôn. Thành thử câu này là sẽ dịch là thái tử Tất Đạt Đa vào hoàng tử La Hầu La. Dạ. Chá ở đây dịch là hòa. Dạ, chá là liên từ ạ. Dịch là hòa. Rồi mời cô Tiếp Ngọc dịch câu 5 đi. Dạ, Visakhamaso cha, Visakhamaso cha. Cái này thì qua chứ nó phải là cha, là phải cha. Visakhamaso và Visakhamaso. Dịch sao?
cô đang tìm từ. Visakha. Từ vựng hả? Dạ. Con đáp xuống, kéo xuống phần từ vựng đi. Đó, đó, chữ Visa, Visa khá nè. Visa khá hoặc là Visa khá nè, thấy không? Dạ. Con rồi, vậy thấy rồi. Rồi, kéo lên trên đi. Dịch sao? Tháng về sắc. Rồi, tháng về sắc. Qua dịch làm sao? Qua dịch tháng về sắc. Hoặc là hay là? À, hoặc là. Hay là trong từ vựng đó sư. À, dịch một từ được rồi, cái nào dịch một cái. Hoặc là. Tháng, tháng về sắc hoặc là tháng quý sắc ha. Đọc sao sư? Tháng quý sắc hả sư? À, quý sắc. Tháng quý sắc hoặc là tháng quý sắc. Rồi, bằng tiếng Việt. Dạ. Là trong câu tiếng Việt. Là trong hỏi về sắc của mình sắc cái khác nhau sắc. Tức là cái tháng đó nó có hai cách viết ha. À. Có thể viết âm ý hoặc là âm e. Về sắc, vì sắc. Sắc cũng dễ nhau. Rồi mà cô Phim Cúc dịch câu 1 đi. Sắc, vì sắc. Ngày sinh của Thái tử Sĩ Đạt Ta. Nếu mà mình, các tử nào làm được những thầy chát ở trong phần chát nè. Dạ thưa sư xin dịch ạ. Siddhartha Ra chá cú ma rát xá cha tá đi vá sô. Được không sư? Được. Ra chá cú ma rát xá cha tá đi vá sô. Được rồi, đúng rồi đó. Hai. Mời cô Hảo Nguyễn câu 2 đi. Cảm tới còn lại ai làm được giơ tay lên đi ha. Dạ bà sư, câu 2 là các vị hoàng tử trong hoàng cung là Rajabutta Sa Đê Số ạ. Cái nào viết trước không? Rajabutta viết trước ạ. Còn cái định sở cách này là số nhiều, con dùng số nhiều Pasa Đê Sú. Sao mà Pasa Đê Sú được trong hoàng cung thôi, đâu có gì đâu, đâu có trong những. Rồi còn xong là Pasa Dare Paradase Dare. Đê là đường rồi. Dạ, Pasa Dare ạ. Là được rồi. Dạ, Pasade. Chữ Pasade phải biết trước ha. Dạ. Pasade phải biết trước chứ không có biết sao. Là các vị bằng chữ trong cái gì đó phải biết trước. À, câu số 3. À, Thạch Nguyễn câu số 3 đi. Bà sư Basa Siddha. Coi nè, bây giờ cái chữ cung điện như vậy, người ta nói cung điện của Thái tử Sĩ Đạt Ta.
như vậy cái nào là chủ quách, cái nào là sở thuộc quách? Là cung điện là sở hữu quách sư. Cung điện, người ta biết như vậy, cung điện là chủ cách rồi. À, cung điện, xin lỗi, xin, dạ. Rồi, chứ lại đây. Dạ, xích vậy là thái tử Siddhartha Pasadasa. Siddhartha Raja Kumarasa của đi. Dạ, chữ cung điện là Pasadas. Pasadas. Pasadas gì? Cung điện. Dạ, Pasadas. Pasadas là chia, phải chia nó được. Dạ. Phải chia nó ở cấp thứ mấy? Dạ, thưa của cục cung điện cách số số 6. Sao cách số 6 được cung điện, nhưng người ta viết như vậy là nếu mà cách số 6 thì phải của cung điện. Cái này nó phải cách 1 ha. Passado. Passado. Cái Ngọc làm được không? Dạ con làm thử nghe sư. À làm đi. Hoàng Nam của Đức Vua Tịnh Phạn. Vậy là Đức Vua là Ubhagasa. Ubhagasa ra giá Kumaro. Tại sư Ubhagasa. Cái chữ Ubhagasa là mãi là Đức Vua. Còn cái tên là Ubhagasa Raja Kumaro. Cái này là mãi gì? Hoàng Nam của Ua Tịnh Phạn. Hoàng Nam của Ua Umaro. Nhưng mà xài cái chữ Phu Qua Lá, mình phải xài thêm cái chữ Thô Đa Nô Nam Mát. Đi phía trước hả? Dạ, sư chỉ giùm con sư. Thô Đa Nô Nam Mát. Chữ Phu Qua Lá không biết lại gì. Chữ gì cũng có thể chữ Thô Đa Nô Nam Mát. Rồi, câu thứ 5. Con cảm ơn sư. Mời cô Kim Cúc, cô Năm đi. Các vị hoàng tử và thái tử là ba. Các vị hoàng tử là Raja Cú. Các vị hoàng tử Raja Cú Marasa. Ủa, ra chá của Mara. Ra chá của Mara thôi. Dạ, chá.
Siddhartha Raja Kumaro. Hết rồi sư. Ra đó là phần bài tập nâng cao. Rồi ai chưa sửa cửa bài tập đi. Rồi mình nghỉ ha. Có thể xem lại trên Facebook ha, ta sẽ post lại trên Facebook để nếu mà ai sửa kịp lên đó xem để sửa. Rồi bài lớp nghỉ, cô Phú Mỹ Trung còn ở đó không ạ? Dạ bà sư, cô Phú Mỹ Trung có bà sư thay thế cô Trung để kết thúc chương trình sư. Rồi cô Thành Linh nói thứ Phú Mỹ Trung ra một tiêu. Rồi, dạ dạ dạ. Thay mặt Phật tử Trung Rôm, chúng con xin chân sơ qua những bài giảng mà sư đã mang đến trong buổi ngày hôm nay. Ở vườn phước báo này, chúng con mong sư có nhiều sức khỏe và luôn đạt được những điều và luôn đạt được kết quả tốt đẹp trên con đường tu tập của mình. Và kính chúc quý vị Phật tử có một buổi tối an vui và tràn đầy an lạc. Và giờ này sư mời Phật tử Quy Ngọc Trân sẽ đại diện hội hướng phần phước báo. Xin mời chị. Con kính thưa ông sư và con xin mà thay mặt lớp tụng kinh hồi hướng phước báo đến chư thiên. Akasata cha phomata dewa naga mahitika bunyang no anomodang tu chirang rakhan tu sa sanang. Akasata cha phomata dewa naga mahitika bunyang no anomodang tu chirang rakhan tu no garu. Akasatha japumatha dewa naga mahitika punyang no anumodang tu chirang rakhan tu nyatayo. Akasatha japumatha dewa naga mahitika punyang no anumodang tu chirang rakhan tu panino. Akasatha japumatha dewa naga mahitika bunyang no anumodang tu chirang rakhan tu no sada idang watano bunyang asawa khaya wahang hon tu anagate kale. Sa thú con đã tụng xong. Sa thú lành thai, kính chúc mọi người có một buổi tối an vui. Sa thú lành thay, con kính cảm ơn chị ân sư. Kính chào sư ạ. Chào vâng.